Xin chào các bạn. Sẽ có những lúc mà các bạn sẽ tải một cái thứ gì đấy từ trên Internet xuống. Ví dụ như ở đây tôi sẽ tải một cái bài hát đúng không ạ? Và một download ở đây. Sau đó thì tôi ấn vào link tải nhạc ở đây. Thì các bạn sẽ thấy là ngay khi tải xuống ấy, thì cái file nó sẽ nằm ở đây. Và các bạn có thể ấn vào Show in Folder để các bạn biết là cái file nó nằm ở trong cái thư mục nào. Ví dụ như trong trường hợp ở đây thì các bạn thấy là của tôi nó nằm trong thư mục là C user TV Hà chéo download đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy cái mục download đây ngay đây. Thế còn trong trường hợp mà chẳng may các bạn đóng mất cái thanh này lại thì các bạn tìm cái file đã tải ở đâu thì các bạn ấn vào cái nút ba chấm ở đây. Đấy, ba chấm đứng dọc này nha. Sau đó thì các bạn chọn mục download. Thế các bạn nhìn thấy ở đây nó là Ctrl Z cho nên các bạn có thể ấn thẳng tổ hợp phím là Ctrl cộng với Z ở trên bàn phím. Thì các bạn sẽ thấy là đây là cái file tôi vừa mới tải đúng không ạ? Và các bạn ấn Show in Folder một lần nữa. Thế là nó lại xuất hiện đúng cái thư mục mà chứa cái file tôi đã tải, đó là bài hát Last Christmas. Và clip này nó chỉ ngắn gọn thế thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các cái bài sau.